kinh tế Trung Quốc sẽ rơi vào suy thoái khủng hoảng trầm trọng. Đây chính là cú lừa của truyền thông mà thôi. Từ năm 2020 đến nay, chúng ta có thể thấy rất nhiều các bài báo, các video nói về kinh tế Trung Quốc sẽ lâm vào khủng hoảng nặng do bất động sản của họ yếu kém, đóng băng, thậm chí là nhiều công ty bất động sản đối mặt với tình trạng phá sản. Tuy nhiên, tất cả những nhận định đó về cơ bản là nhận định một chiều mà thôi. Và đặc biệt, từ xưa đến nay chúng ta có thể thấy truyền thông phương Tây thì họ thường dìm các cái nước như Trung Quốc, Nga, vân vân. Và cứ có tin gì xấu là họ bắt đầu lôi lên truyền thông và họ gọi là thổi bùng nó lên. Tức là họ về cơ bản nhận định vô cùng thiếu khách quan. Còn các cái mặt tốt thì họ chìm đi. Và về cơ bản, truyền thông ở Việt Nam chúng ta cũng tiếp cận các cái bài báo đó và từ đó dịch sang, khiến cho người dân Việt Nam hiểu không đúng về nền kinh tế Trung Quốc. Ở đây chúng tôi cũng không yêu không ghét gì cả mà đưa ra những nhận định khách quan có cơ sở. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy bất động sản ở Trung Quốc rất khó khăn do dư cung khoảng độ 50 đến 60 triệu căn nhà. Từ đó khiến cho nhiều tập đoàn bất động sản Trung Quốc đã phải lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí phá sản như Evergreen, đúng không ạ? Nhưng lưu ý rằng bất động sản Trung Quốc đúng là có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đóng góp trong GDP. Tuy nhiên nó đã dần giảm tỷ trọng rất nhiều. Minh chứng bằng việc cho dù bất động sản khó khăn như vậy, nhưng tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ năm 2020 đến 2024 khoảng trung bình 5% một năm. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, tăng trưởng GDP của Trung Quốc là 4,7%. Bất chấp cái bất động sản khó khăn, vì sao Trung Quốc lại tăng trưởng mạnh đến như vậy? Đó là về cơ bản trong 10 năm trở lại đây, Trung Quốc tập trung rất mạnh vào phát triển lĩnh vực công nghệ cao như AI, như xe điện, như vân vân. Từ đó khiến cho cái tỷ trọng đóng góp từ các cái lĩnh vực công nghệ cao đó vào trong GDP của họ rất lớn. Và hiện nay các cái lĩnh vực công nghệ, rồi là cơ sở hạ tầng, tàu điện, rồi xe ô tô điện, rồi vân vân của Trung Quốc thậm chí được đánh giá là số 1 thế giới, vượt cả Mỹ. Hay là các cái mạng xã hội hay các trang thương mại điện tử vân vân của Trung Quốc cũng rất mạnh. Do đó, kinh tế Trung Quốc rất khó có thể cho rằng là gánh nặng của nền kinh tế thế giới được. Yếu tố thứ hai là nhờ có lạm phát rất thấp của nền kinh tế Trung Quốc đã khiến cho kinh tế thế giới năm 2023-2024 hạ nhiệt lạm phát một cách nhanh chóng. Ví dụ như Mỹ lạm phát lên đến 9,5-9,7% lúc cao điểm thì đến nay chỉ còn 2,9%, hay của Anh, của Đức, của châu Âu, hay lạm phát của Việt Nam được kiểm soát rất tốt. Đó chính là nhờ cái lạm phát thấp của nền kinh tế Trung Quốc. Tôi xin giải thích như sau. Trung Quốc được hưởng lợi khá lớn từ cái năng suất lao động tăng rất nhiều là thứ nhất. Thứ hai, họ cũng được hưởng lợi nhờ cái giá dầu rất thấp của Nga, cũng như giá than đá và nhiều nguyên vật liệu khác. Từ đó khiến cho cái lạm phát của Trung Quốc hiện nay chỉ khoảng độ 0,4-0,5% trên một năm mà thôi. Điều này nhiều người lầm tưởng đó chính là giảm phát giống Nhật, nhưng không, đó là do Trung Quốc được hưởng lợi các cái giá nguyên vật liệu thấp đến như vậy. Tôi lấy ví dụ giá dầu khoảng độ 70 đô chẳng hạn ở trên thế giới, thì Trung Quốc nhập của Nga chỉ bằng 2/3 số đó thôi. Rồi giá than, rồi giá rất nhiều các cái nông sản vân vân khác. Từ đó, Trung Quốc có lạm phát thấp thì họ xuất khẩu hàng và hóa ra toàn thế giới, giúp cho cái đầu vào của các nước hay là hàng nhập từ Trung Quốc nó thấp, kiềm chế cái lạm phát khá tốt. Hãy lưu ý rằng nền kinh tế của Việt Nam về cơ bản chịu ảnh hưởng của Trung Quốc lớn hơn của Mỹ rất nhiều. Là bởi vì hơn 34-35% nhập khẩu của Việt Nam là từ Trung Quốc. Và khi Trung Quốc lạm phát thấp thì rõ ràng hàng hóa chúng ta nhập khẩu vào có cái giá đầu vào thấp, khiến lạm phát của chúng ta kiểm soát tương đối tốt. Ngược lại, Mỹ chỉ là cái thị trường chúng ta xuất khẩu nhiều mà thôi. Do đó, thực tế ảnh hưởng về mặt kinh tế đối với nền kinh tế Việt Nam là Trung Quốc nhiều hơn. Bên cạnh đó, quý vị có thể thấy rằng một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho chúng ta bị hiểu lầm như thế, đó là kinh tế Trung Quốc yếu kém lắm, tệ hại lắm, rồi ảnh hưởng xấu đến thế giới, chính là cái tiêu chuẩn kép của phương Tây. Khi về cơ bản họ thấy Trung Quốc có gì xấu, có gì yếu là bắt đầu họ lôi lên báo, họ khống lên, họ vống lên và họ đưa ra những nhận định vô cùng xấu. Ngược lại, những cái điểm mạnh, điểm tốt của Trung Quốc thì về cơ bản họ sẽ cho chìm đi. Là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán hay là một nhà đầu tư đánh giá về nền kinh tế thì chúng ta cần phải xem xét một cái góc độ khách quan nhất có thể. Đó là hãy nhìn vào sâu xa nội tại của cái nền kinh tế Trung Quốc thì chúng ta sẽ thấy rõ được những cái mặt
của nền kinh tế Trung Quốc và đưa ra các cái nhận định phù hợp cũng như chính xác hơn. Từ đây, quý vị lưu ý rằng khi phân tích đánh giá về nền kinh tế Trung Quốc hay Mỹ hay bất kỳ nước nào, chúng ta cần phải có các con số minh chứng cho điều đó thì từ đó nó mới phù hợp được. Thì chúc quý vị có những cái thông tin hữu ích để đánh giá về cái tình hình kinh tế của các nước trên thế giới.